Những bí quyết hay giúp chị em phụ nữ giữ gìn nét xuân, sức khỏe và hạnh phúc sẽ lên sóng vào lúc 12:50 chủ nhật tuần này, ngày 18 tháng 10 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Đồ đạc tùm lum vậy? Trời ơi, qua đây ngồi tôi nói cho nghe. Thôi em ngồi đây được không? Ngồi đâu cũng được, miễn sao nói chuyện được là được. Lịch trình của em như sau: sáng là thoa collagen, trưa em uống collagen, chiều tối làm pha collagen như chét lên mặt hết cho anh, láng mịn luôn. Thiệt không? Bất ngờ, cái dạo gần đây da mặt của em chảy xệ, nếp nhăn nó xuất hiện. Tuần này bác sĩ gia đình sẽ mang đến những thông tin bổ ích về việc bổ sung collagen đúng cách để ngăn ngừa lão hóa da, giúp chị em phụ nữ có làn da mịn màng tươi trẻ. Đừng có nghĩ là dập như vậy là tốt cho da mặt vợ em đâu nghe. Nhưng mà nếu mà chị nói vậy thì mình biết là bổ sung collagen đúng cách là sao. Đúng rồi. Chúng ta sẽ được lắng nghe những phân tích khoa học từ các bác sĩ là chuyên gia hàng đầu. Nếu mà collagen mà mình bôi đắp vô thì nó không có tác dụng mà nó xuyên thấm vào trong xuống dưới cái lớp da để nó bổ sung cho cơ thể được. Hãy đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề Bạn đã bổ sung collagen đúng cách, phát sóng lúc 12:50 chủ nhật ngày 18 tháng 10 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.